Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 50 đô la cái token ASI. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Join Airdrop. Sau đó thì join vào Telegram. Rồi, quay trở lại, join vào kênh channel. Tiếp tục quay trở lại, mọi người follow Twitter và tag 3 người bạn. Ở đây mọi người kích chọn theo dõi. Rồi, sau đó kích chọn like và trích dẫn tweet này. Test 3 người bạn vào đây. Chọn tweet lại. Rồi, quay trở về bot. Mọi người follow Twitter của ASI Agro này. Chọn theo dõi. Trở lại bot. Tiếp tục mọi người sẽ add vào cái danh sách của nó ở trên CoinMakeCap nhé. Sau đó chụp lại bức ảnh màn hình. Giờ mọi người sẽ bấm chọn vào dấu sao này. Ở đây nó sẽ yêu cầu đăng nhập vào CoinMakeCap. Thì mọi người sẽ đăng nhập vào CoinMakeCap cho mình. Rồi, sau khi đăng nhập vào CoinMakeCap xong thì mọi người sẽ chụp lại bức ảnh màn hình nhé. Mọi người nhớ đánh vào dấu sao này. Rồi, sau đó sẽ chụp lại bức ảnh màn hình. Ok, quay trở lại bot. Rồi, vào kênh liên kết này và retweet lại cái bài đăng ở trong kênh liên kết. Rồi, ở đây thì mọi người tìm đến bài đăng của nó. Kích chọn like và retweet. Sau đó quay trở lại bot. Bấm chọn retweet này. Rồi, xác minh hình ảnh captcha. Tiếp tục nhập địa chỉ email. Rồi, sau đó gửi cho nó địa chỉ ví mạng ERC20 nhé. Mọi người có thể lấy ở trên Trust Wallet hoặc MetaMask đều được. Rồi, gửi profiling của Twitter này. Rồi, tiếp theo sẽ gửi đường link retweet bài đăng. Mọi người quay trở lại Twitter. Trở lại Twitter, mọi người mở Twitter lên. Bấm vào Avatar, chọn mục hồ sơ. Sau đó bấm chọn vào tweet và trả lời. Rồi, kéo lên tìm đến cái bài đăng mà mọi người đã test 3 người bạn đấy nhé. Rồi, sẽ sao chép cái đường link này. Sau đó quay trở lại này. Dán vào. Rồi, tiếp tục chọn nhiết này. Chọn I have a join. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link này cho mình. Rồi, mở trang web của nó lên. Rồi, ở đây mọi người sẽ bấm vào cái mũi tên đi lên. Sau đó bấm chọn tải từ thiết bị này. Mở cái tệp và mọi người sẽ gửi cái bức ảnh chụp màn hình cho nó nhé. Rồi, nháy vào bức ảnh này, sau đó bấm chọn vào upload này. Ok, tiếp theo thì mọi người sẽ sao chép cái đường link ảnh này. Và quay trở về bot. Dán cái đường link ảnh vào đây. Rồi, chọn I have a join. Tiếp tục chọn don. Sau đó thì quay trở lại menu và kiểm tra cái thông tin phân phối của dự án này. Dự án này nó sẽ bắt đầu phân phối vào ngày mùng 1 tháng 9. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.